có giá này đi con. Trời đó, cái cửa trời đó ngủ có thể mở ra ngắm mặt trời luôn, ngắm sao rồi được luôn á. Cái này đó. Ừ. Cái này mình đi du lịch thì mình ở luôn chỗ đó luôn đúng không? Mình chỉ tốn tiền là tốn tiền xăng thôi. Thôi đi rồi. Ừ. Này cái khoang hành lý. Điện. Cái này cái CB. Ừ, điện. Mà vậy sao mà chạy được? Thì đó, chạy thì ra trước chạy. Mua lăn đó. À, có cái cửa này. Ừ, cửa lùa, rất là lùa, lùa. Lùa qua. Đó, nói chuyện thoải mái luôn. Hay quá. Mới có ngủ xíu nha. Ngủ hả? Cái này khi mà dỡ cái bàn này lên ghép lại thành cái chỗ ngủ cũng được nữa nè. Dạ. Dỡ cái bàn này lên ghép lại thành cái chỗ ngủ cũng được nữa nè. Dỡ cái bàn này lên. Ủa, ba. Ba. Khi nào mình đi du lịch nhà mình về nhà mình có gì? Mình có ở nhà không hay là mình ở trong xe luôn? Thì ở trong xe luôn cũng được. Cái này cái xe này xe có thể mình đi khắp nơi mình mang theo cái tiện nghi cần thiết. Ai biết rồi. Mình có thể mình không có công việc mình làm không? Tại vì lúc mà mình đang nghỉ á. Mùa hè mình đang mình đang có công việc làm đấy, bây giờ là ngày lễ. Lấy chiếc xe này mình có nhà, lấy chiếc xe mình chạy. Trời nè, đúng rồi, những sao đi cả đi quá. Sao mà đi vệ sinh được á? Có toilet đó. Ủa, làm em có nè. Ơi. Dựng lên. Có cổng USB. Cái này mà mình mua thêm cái máy chơi game nó tít tít tít. Con gắn cho chơi game bình thường. Chơi game bình thường có gì đâu. Quá rộng luôn. Đấy, cái này là nhiều người đi cũng được nhưng mà không có chỗ ngủ. Thì đó, cái người khi mà là lái xe thì đằng sau khách này ngồi đây. Anh này ở chỉ một với vài người thôi, một hai người thôi chứ đâu có ở nhiều hơn được. Nếu mà nhà mình có xe này không có được cơ. Được. Mình ra trong đây luôn. Toilet nè Khang. Dạ không biết rồi. Bây giờ mình không có dùng đâu.
nấu ăn không nhỉ? Cái này chắc ăn tiệm rồi, không có nấu ăn rồi. Không có nấu ăn. Thôi miễn đi. Chờ chờ xuống. Đi lát rồi. Lát luôn, tụ luôn, chứ ngủ luôn. Khang xách cặp con ơi. Cặp. Cặp cho bánh xe kìa. Cái ba lô. Ba lô cho bánh xe đó. Qua cái ly xịt. Nói sao? Nói sao? Chiếc xe có 5 người. À. Ai có lợi đăng ký lái xe đi. Đăng ký lái xe nãy đó. Xếp hàng lái xe đó. Đăng ký lái xe đi, lái xe như thế nào? Hả? Thích nào? Thích thì thôi.